Để tên đi tới tám thằng đó không? Tâm bể tám thằng này đâu biết tên về ba thằng không? Cứ nhắc tên lạ không? Nhập lại nhắm lại cái gì cái tiền rồi. Thành ra chỗ này thằng này về nhập. Ở đâu đi? Tôi ở trên kia. Tôi ở trên Tây Ninh. Đưa lên Ninh Sơn. Sao?